Marasol Rolofot các bạn, còn cái lần vừa kia mà vừa lấy các bạn chạy rất là nhanh luôn, giờ thấy nhìn nó đẹp chưa vậy? Chào các bạn, xin lỗi cho tất cả mọi người. Wow, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau looking for dinosaur. Và ở đây mình có một cái mỏm đá khổng lồ nên là gì cũng không lâm nha các bạn. Wow, để nhìn xung quanh như nào. Một mỏm đá khổng lồ luôn. Có gì nó đỏ đây. Wow, và ở đây mình tìm được khá là nhiều cái chú khủng long này ẩn nấp trên này để tránh những cái sóng biển vô này các bạn. Thì chúng ta có khá là nhiều con dinosaur luôn. Ok, và đây mình có gì đây các bạn? Một con Stegosaurus, con này nó có một cái màu vàng cam rất là đẹp luôn các bạn. Hoặc là khủng long khổng lồ Stego nha, hay gọi là kiếm long Stegosaurus khổng lồ đấy chứ. Nhìn nó to chưa kìa, các bạn thấy nó bự chưa? Wow, một con Stegosaurus khổng lồ luôn các bạn. Nhìn nó chưa kìa đâu, này chúng ta một con dài khá là nhiều luôn các Wow, chú khủng long có màu cam này là gì đây? Đây là con khủng long Ankylosaurus các bạn, một con khủng long siêu to lớn với những cái gai nhọn luôn. Đây là khủng long Ankylosaurus các bạn thấy các bạn. Đó, con này có màu cam này các bạn, gai của nó phải nói là rất là xịn sò, vì cái đuôi là cái đại chùy rất là cứng luôn nha các bạn. Cái đuôi của nó này thấy không? Đấy, rất là dày và chắc chắn luôn. Wow, Ankylosaurus chạy rất là nhanh luôn. Đây chúng ta một con khủng long Ankylosaurus để các bạn thấy chưa thấy không? Nhìn nó chạy kìa. Và đây mình có một con Lego Styrax Tyrannosaurus phiên bản Lego các bạn. Đó. Nhìn đáng yêu cực kỳ luôn nha các bạn. Đây là con khủng long bạo chúa phiên bản Lego của mình đây các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa, thấy không? Wow. Đây là chúa khủng long. Khủng long bạo chúa với cả một con khủng long Speedo. Bạo chúa của thời tiền sử. Chú khủng long khổng lồ này là một con khủng long cổ dài Brachio. Đấy, như các bạn đã thấy đây là chú khủng long thuộc họ cổ dài của mình đây đây. Đó, nó to chưa kìa các bạn. Đó, một chú khủng long cổ dài khổng lồ luôn đó các bạn. Đấy, với chiếc cổ khá là dài, con này nặng từ 30 đến 90 tấn là chuyện bình thường nha các bạn. Một con khủng long cực kỳ to lớn luôn. Wow, một chú khủng long cổ dài cực to chưa các bạn. Tính đã một con Monolophosaurus à. Wow, chúng ta có một chú khủng long Monolophosaurus đấy kìa các bạn. Đó, một khủng long há miệng cạp cạp này. Wow, và đây là khủng long Monolophosaurus các bạn, nhìn mắt mắt chưa kìa, thấy không? Các bạn có thấy khủng long của mình nó đẹp cực kỳ luôn nha. Con này nó sẽ có một cái màu xanh lá cây và cái đuôi của nó đây các bạn, có những cái gai nhọn phía đằng sau rất là đẹp luôn các bạn. Đây, khủng long Monolophosaurus. Wow, mình là Monolophosaurus đây rồi các bạn. Chúng ta có một khủng long Monolophosaurus các bạn, nhìn đâu. Màu chưa kìa các bạn. Rất siêu ngầu. Và bên đây là một con Stego, một con khủng long gai kiếm long Stego. Wow, chúng ta có một con Stego rất siêu to lớn luôn kìa các bạn thấy không? Đó, con này nó có một cái màu cam cam nhìn lạ mắt cực kỳ luôn nha. Wow, chú khủng long nhìn đã chưa kìa, đó gai không là gai trên người nữa nha. Đuôi của nó là những cái gai nhọn này không? Quá đẹp luôn các bạn, một con khủng long Stego khổng lồ với thủy. Chúng ta nhìn là con Stego rất đẹp luôn các bạn. Một chú gấu trúc hai màu các bạn, con này có màu trắng đen nhìn nó như chưa kìa. Và đây là chú gấu trúc của mình đây, một con panda nha, nhìn rất là dễ thương luôn. Nhìn thấy không? Thấy một chú gấu trúc khá là đẹp nha. Bên đây là Dimetrodon. Wow, một con khủng long Dimetrodon đã kiểu lên. Đây là đồn đoán là con khủng long đầu tiên xuất hiện trên lịch sử trên toàn thế giới nha các bạn. Nó được đồn là tiến hóa từ một con cá lên đấy các bạn, nên nó vẫn còn những đặc điểm của loài cá như cái lớp vảy này không. Đấy, đây là con Dimetrodon của mình đây, nhìn nó to quá trời to luôn. Wow, Dimetrodon của mình đây là một con khủng long cái chân lên nữa, nhìn rất là giống con Dimetrodon. Styracosaurus. Wow, và đây là khủng long Styracosaurus, một con khủng long năm cái sừng các bạn. Có thể thấy được cái phần gai trên đầu nó này có những cái gai nhọn cực kỳ luôn nha các bạn. Đây là con khủng long gai Styracosaurus khổng lồ của mình đây. Quá to lớn luôn kìa, thấy không? Quá xịn sò. Wow, đây là khủng long năm sừng Styracosaurus. Wow, to lớn kìa các bạn. Đấy chứ. Bên đây là con Stego khổng lồ màu cam. Wow, một chiếc khủng long gai Styracosaurus, bốn cái gai đuôi của nó rất là nhỏ luôn nha. Stego các bạn nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Wow, một con long màu cam siêu to lớn luôn. Stego các bạn nhìn thấy các bạn con long này trông như cái gai khá là nhỏ luôn. Lưng của nó là dài không vậy ha. Oh,
chú khủng long Pentaceratops của mình đây rồi. Đây là con khủng long Pentaceratops, con khủng long với cái đầu là một cái tấm khiên và nó có màu đỏ rực luôn vậy các bạn. Đó, có những cái vằn màu đen nhìn rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đây là khủng long Pentaceratops thời tiền sử của mình đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa thấy không? Đó, nhìn ngầu cực kỳ nữa nha. Đây là con bên đó, đây là Pentaceratops. Sẽ là đất khổng lồ của mình. Dilophosaurus. Wow. Ở đây mình có cả khủng long Dilophosaurus luôn kìa các bạn. Con này nó có một cái màu xanh lá cây nhìn rất là đẹp luôn vậy. Hai cái này nó phình ra đây. Đây là con khủng long Dilophosaurus các bạn thấy các bạn. Con này có màu cam cam đỏ đỏ nữa thấy không? Đấy, cái phần xung quanh viền ngoài của nó sẽ có một cái màu xanh đậm nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Oh, Giganotosaurus, một con khủng long giga màu đỏ rực luôn, các bạn thấy nó to chưa kìa đó, ông răng đồ này nọ nhìn rất là bén đấy nha. Đó. Wow, và đây là con khủng long Giganotosaurus khổng lồ của mình đấy các bạn, nhìn đẹp chưa, thiền gai nhọn của nó thấy không, chạy dọc tới tận đuôi. Vui luôn nha, một con khủng long khổng lồ với những cái gai kìa. Bên đây là gì đây? Brachiosaurus các bạn. Wow, chú khủng long chỉ màu giờ này có một cái màu hồng hồng và trắng trắng nữa nha, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây là con Brachiosaurus thì các bạn nhìn bắt mắt chưa kìa thấy không? Đấy. Wow, chú Brachiosaurus chỉ màu lượng chạy rất là nhanh các bạn. Xin chào các bạn. Spiroraptor kìa thấy không? Wow, chúng ta có một con khủng long Spiroraptor nữa nha. Đây là con khủng long có lông cũ như thế này này, các bạn chạy rất là nhanh nha, có khả năng bơi lội dưới nước nữa nha, quá xịn sò luôn, lông luôn. Chunkyo, wow, và đây là con Chunkyo Solo, các bạn một chú khủng long như thế này. Những các bạn thấy là con Chunkyo của mình đây các bạn, nhìn nó cũng khá là đẹp luôn nha. Các bạn thấy lưng của nó không? Có những cái gai nhô lên này nhìn đã mắt chưa kìa thấy không? Một con chim mingo sơ là không. Đây là con chim mingo sơ. Đó, xin chim mingo sơ. Ồ, ở phía xa xa là con khủng long Triceratops, là khủng long thuộc giống là ba sừng các bạn. Đấy, thì chúng ta có con khủng long Triceratops màu vàng ba sừng rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Thấy mình đã chưa kìa, cái sừng của nó khá là nhỏ nên nhô lên này. Chúng ta có con ba sừng nữa vậy, nhìn to lớn chưa kìa thấy không? Sao là nó khổng lồ. Và cuối cùng mình đã tìm được một chú Carnotaurus, một con khủng long đầu bò Carnotaurus các bạn. Con này có màu đỏ này, cái lưng gai của nó thấy không? Đấy, cái màu đỏ đậm nha, nhìn rất là bắt mắt luôn. Ở hơi lưng của nó có những cái gai nhé các bạn. Đây, chúng ta có một chú Carnotaurus. Đây rồi các bạn, chúng ta có một chú khủng long Carnotaurus nhìn khá là to lớn. Zura. Wow, mình tìm được khá là nhiều cái chú khủng long trong mỏm đá này luôn rồi các bạn. Đã chưa? Nếu thích video được mình like và giúp mình cho các bạn, có một các bạn đồng hành với mình trên bên này. Bye bye.